Chào mừng bạn đến với khóa học thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Green Dream là một sản phẩm của dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe Nutrilite Amway. Mục tiêu của khóa học này là hiểu về mỡ và nguyên nhân gây ra mỡ thừa, nắm bắt dưỡng chất giúp giảm mỡ thừa, nắm bắt giải pháp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Green Dream. Sau đây là những nội dung chính mà chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong khóa học. Đầu tiên là nội dung khối mỡ trong cơ thể. Tiếp theo là về mỡ thừa và nguyên nhân gây ra mỡ thừa. Kế đến là dưỡng chất giảm mỡ thừa. Kế tiếp, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về giải pháp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Neutril Dream và cuối cùng là tổng kết các ý chính của nội dung khóa học. Cơ thể chúng ta gồm có 4 thành phần chủ đạo là nước, xương, cơ, mỡ, được hình thành từ những yếu tố khác nhau bao gồm nước, protein, khoáng chất và chất béo. Các thành phần chủ đạo này được chia ra thành hai nhóm cơ bản là khối không mỡ và khối mỡ. Đầu tiên, chúng ta cùng tìm hiểu về khối không mỡ. Khối không mỡ là phần cơ thể không chứa mỡ. Khối không mỡ bao gồm khung xương, nước, cơ, răng, mô liên kết và các cơ quan trong cơ thể. Trong phạm trù kiểm soát cân nặng và thành phần cơ thể, đối với khối không mỡ, chúng ta đặc biệt quan tâm đến khối cơ. Cơ thể chúng ta có hơn 600 cơ, cấu thành từ các amino acid. Khối cơ nạc cần nhiều năng lượng để tồn tại hơn mỡ vì cơ nạc có hoạt động chuyển hóa tích cực hơn. Bạn có biết, cùng một khối lượng, khối cơ có thể tích nhỏ hơn khối mỡ. Cơ thể chúng ta tiêu hao 4 đến 7 kcal để duy trì một ký mỡ mỗi ngày, trong khi đó, chúng ta tiêu hao 15 đến 22 kcal để duy trì một ký cơ mỗi ngày. Vì vậy, duy trì gia tăng khối cơ sẽ giúp tiêu hao nhiều năng lượng cơ thể, hạn chế tăng cân và giúp cơ thể săn chắc. Đối với những người thừa cân béo phì thì việc tăng cơ, giảm mỡ đóng vai trò chủ đạo trong việc cải thiện sức khỏe và có vóc dáng đẹp. Sau đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về khối mỡ trong cơ thể. Chào mừng bạn đến với phần 1 của khóa học: Khối mỡ trong cơ thể. Khối mỡ trong cơ thể bao gồm mỡ thiết yếu và mỡ không thiết yếu. Mỡ thiết yếu là loại mỡ cần thiết để duy trì các chức năng của cơ thể. Mỡ thiết yếu có ở khắp nơi trong cơ thể như tủy xương, não, dây thần kinh, màng tế bào, cơ bắp và màng bảo vệ các cơ quan nội tạng trong cơ thể. Mỡ thiết yếu chiếm khoảng 3% đến 5% tổng khối lượng cơ thể của nam giới và 8% đến 12% tổng khối lượng cơ thể của nữ giới. Phụ nữ có tỷ lệ mỡ thiết yếu cao hơn đàn ông nhằm duy trì chức năng sinh sản bình thường. Lượng mỡ thiết yếu trội hơn này được tích trữ ở vú, hông và xương chậu. Mỡ thiết yếu gồm các phospholipid ở tế bào và sphingomyelin ở hệ thần kinh, đóng các vai trò quan trọng đối với cơ thể, giúp hình thành màng tế bào, duy trì hoạt động hệ thần kinh, duy trì chu kỳ kinh nguyệt ở phụ nữ, duy trì chức năng cơ quan sinh sản, giúp tăng trưởng cơ thể, làm môi trường vận chuyển, hòa tan các vitamin A, D, E, K. Mỡ thiết yếu không phải là mỡ dự trữ, không bị đốt cháy trong quá trình giảm cân và là loại mỡ tốt, mỡ không thiết yếu, còn gọi là mỡ dự trữ. Làm nhiệm vụ dự trữ năng lượng, bảo vệ và cách ly các cơ quan nội tạng chiếm khoảng 12% đến 15% khối lượng cơ thể, bao gồm mỡ dưới da và mỡ nội tạng. Mỡ dưới da là mô mỡ dự trữ nằm ở dưới da, tạo một lớp đệm bảo vệ xương, giữ nhiệt và chống lạnh. Mỡ nội tạng là mô mỡ bọc xung quanh các cơ quan nội tạng, đóng vai trò là một lớp đệm bảo vệ các cơ quan bên trong cơ thể như tim, phổi, gan, thận, vân vân. Mỡ là thành phần quan trọng không thể thiếu của cơ thể, nhưng điều quan trọng là cần giữ lượng mỡ ở mức khỏe mạnh để giữ gìn sức khỏe lâu dài. Vậy chúng ta cần duy trì lượng mỡ trong cơ thể là bao nhiêu là hợp lý? Mời bạn bấm vào trang sau để tìm hiểu về lượng mỡ trong cơ thể theo InBody lượng mỡ cơ thể cho sức khỏe tối ưu. Đối với nam là 10% đến 20% và lý tưởng là ở mức 15% trên tổng khối lượng cơ thể. Còn đối với nữ là 18% đến 28% và lý tưởng là ở mức 23% trên tổng khối lượng cơ thể. Cơ thể phụ nữ được thiết kế để mang nhiều mỡ hơn nam giới. Phụ nữ có xu hướng lưu trữ mỡ ở hông, mông, đùi và bụng dưới. Cơ thể đàn ông có xu hướng tích trữ mỡ ở phần trên cơ thể, đặc biệt là ở vùng bụng. Trong khi phụ nữ có nhiều khả năng phát triển mỡ dưới da, thì đàn ông lại dễ lưu trữ mỡ nội tạng hơn. Mỡ phân bố trong nội tạng gây hại hơn mỡ dưới da. Cách nhận biết mỡ nội tạng dễ thấy nhất là bạn có dáng người quả táo. Khi đó, mỡ tập trung nhiều ở vùng bụng. Nếu mỡ tích tụ nhiều ở vùng hông, thường là mỡ dưới da, bạn sẽ có dáng người quả lê. Có nhiều nghiên cứu cho thấy người có dáng quả táo sẽ có nhiều nguy cơ mắc bệnh mãn tính hơn dáng quả lê. Chỉ số WHR Waist to Hip Ratio là tỷ lệ giữa chu vi vòng eo và chu vi vòng mông. Xác định chỉ số WHR là một phương pháp dùng để đo lường sự phân bố của lượng mỡ trên cơ thể. Mỡ tích tụ ở vùng bụng làm gia tăng nguy cơ gây hại đối với sức khỏe hơn mỡ tích tụ ở vùng hông và đùi. Vậy, nguyên nhân từ đâu mà mỡ thừa được hình thành và có cơ hội xâm chiếm cơ thể của chúng ta. Hãy cùng tìm hiểu về mỡ thừa và nguyên nhân gây ra mỡ thừa. Chúng ta cùng bước sang phần 2. Mỡ thừa và nguyên nhân gây ra mỡ thừa. Nguyên nhân chính gây ra mỡ thừa là do sự mất cân bằng năng lượng. Mỡ thừa hình thành khi năng lượng nạp vào lớn hơn năng lượng tiêu hao. Năng lượng nạp vào đến từ thức ăn chúng ta ăn hàng ngày bao gồm 55% đến 65% năng lượng đến từ chất bột đường, carbohydrate 20% đến 25% năng lượng đến từ chất béo, 15% đến 20% năng lượng đến từ chất đạm protein. Năng lượng tiêu hao gồm 50% đến 70% năng lượng chuyển hóa cơ bản, PMR. Đây là năng lượng cần thiết để duy trì các chức phận sống quan trọng của cơ thể như tuần hoàn, bài tiết, duy trì thân nhiệt, vân vân. Ở trong điều kiện cơ bản, lúc cơ thể nghỉ ngơi, đang thức, không tiêu hóa, không vận cơ, không điều nhiệt. 20% đến 40% năng lượng dành cho hoạt động thể lực hàng ngày, di chuyển, sinh hoạt, thể dục thể thao, vân vân. 10% năng lượng cho việc tiêu hóa thức ăn và chuyển hóa các chất dinh dưỡng. Khi năng lượng nạp vào lớn hơn năng lượng tiêu hao sẽ khiến cho cơ thể tích lũy mỡ thừa. Bạn có biết, dư thừa 7000 kcal tạo ra một ký mỡ cơ thể. Năng lượng dư thừa được dự trữ trong tế bào mỡ khiến cho tế bào mỡ gia tăng về kích thước và số lượng. Một tế bào mỡ có thể tăng về kích thước lên gấp 20 lần so với ban đầu. Khi tế bào mỡ gia tăng kích cỡ hết mức sẽ hình thành tế bào mỡ mới. Điều này lý giải tại sao khối mỡ có khả năng gia tăng vô hạn trong cơ thể và gây nên tình trạng thừa cân béo phì. Theo tổ chức y tế thế giới WHO, thừa cân béo phì được định nghĩa là tình trạng mỡ tích tụ quá mức ảnh hưởng đến sức khỏe. Phân loại tương đối thừa cân béo phì theo phần trăm mỡ cơ thể theo giới tính như sau. Đối với nữ giới, thừa cân khi lượng mỡ từ 31% đến 36%, béo phì khi lượng mỡ trên 37% tính trên khối lượng cơ thể. Đối với nam giới, thừa cân khi lượng mỡ từ 21% đến 24%, béo phì khi lượng mỡ trên 24% tính trên khối lượng cơ thể. Béo phì không chỉ ảnh hưởng đến vóc dáng mà còn làm tăng nguy cơ bệnh tật và vấn đề sức khỏe như bệnh tim tiểu đường và huyết áp cao vân vân. Bạn có biết 70% số người mắc bệnh béo phì dẫn đến nhiều bệnh mãn tính nguy hiểm. 12% bệnh về phổi, 25% bệnh vô sinh, 34% bệnh về khớp, 52% bệnh tim mạch, 59% bệnh ung thư. Bạn có biết skinny fat là tên gọi miêu tả người có thân hình gầy nhưng lại có nhiều mỡ được tích trữ ở vùng bụng. Bao quanh các cơ quan nội tạng cũng có khả năng gặp phải những nguy cơ sức khỏe giống người béo phì. Mỡ thừa ở vùng bụng có mối liên quan đến kháng insulin, rối loạn chuyển hóa, gia tăng mối nguy về bệnh tim mạch. Ngoài việc mất cân bằng năng lượng nạp vào và năng lượng tiêu hao, các yếu tố sinh lý và xã hội góp phần làm gia tăng lượng mỡ thừa như rối loạn quá trình trao đổi chất trong cơ thể, rối loạn nội tiết tố, các yếu tố về thần kinh, căng thẳng stress, trầm cảm, lối sống và thói quen không lành mạnh. Chính vì vậy, để giảm mỡ thừa hiệu quả, cần chương trình phối hợp toàn diện bao gồm 6 yếu tố: chế độ ăn uống phù hợp, thói quen ăn uống lành mạnh, ngủ đủ giấc, tư duy tích cực, vận động và tập thể dục đều đặn. Và kiểm soát căng thẳng áp lực bên cạnh đó, để đạt được mục tiêu giảm mỡ thừa nhanh chóng, chúng ta nên bổ sung thêm những dưỡng chất giúp giảm mỡ thừa cơ thể dựa trên nền tảng khoa học. Hãy cùng đến với phần 3 của khóa học, dưỡng chất giảm mỡ thừa. Trà xanh Cây trà xanh có tên khoa học là Camellia sinensis được xem là thức uống lành mạnh, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tác dụng tốt cho sức khỏe của trà xanh đến từ nhóm dưỡng chất thực vật polyphenol có đặc tính chống oxy hóa cao. Nổi bật nhất là EGCG, tên viết tắt của hạt chất epigallocatechin gallate. Hạt chất EGCG trong trà xanh mang lại những công dụng như chống oxy hóa. Theo nghiên cứu của Đại học Kansas, khả năng chống oxy hóa của EGCG hiệu quả hơn vitamin C 100 lần và hơn vitamin E 25 lần ở phạm trù bảo vệ tế bào và vật liệu di truyền DNA, ngăn ngừa ung thư, các bệnh tim mạch, vân vân hỗ trợ giảm mỡ thừa cơ thể. Hoạt chất EGCG hỗ trợ giảm mỡ cơ thể thông qua 3 cách thức, tăng cường tốc độ trao đổi chất, đốt cháy mỡ thừa và ngăn ngừa tích lũy mỡ thừa. Hãy cùng tìm hiểu cụ thể hơn nhé. Tăng cường tốc độ trao đổi chất trao đổi chất là quá trình sinh hóa xảy ra trong cơ thể con người với mục đích sản sinh nguồn năng lượng nuôi sống tế bào hoặc tổng hợp những vật chất cấu tạo nên tế bào mỗi người có tốc độ trao đổi chất khác nhau những người có tốc độ trao đổi chất chậm có xu hướng dự trữ năng lượng được cung cấp từ thức ăn như chất đạm bột đường chất béo dưới dàn mỡ dẫn đến thiếu năng lượng cung cấp cho các hoạt động sống hàng ngày làm cho cơ thể mệt mỏi uể oải Ngược lại, những người có tốc độ trao đổi chất nhanh, có xu hướng đốt cháy nhiều năng lượng từ thức ăn và ít có xu hướng tích lũy mỡ thừa. Bổ sung EGCG hoặc chiết xuất trà xanh giúp làm tăng tốc độ trao đổi chất trong cơ thể, bất kể khi chúng ta đi bộ, xem TV hoặc thậm chí khi ngủ. Các nghiên cứu khoa học cho thấy rằng EGCG giúp mọi người đốt cháy thêm 3 đến 4% năng lượng tiêu hao, tương ứng 60 đến 80 kcal mỗi ngày tương đương 3 đến 4 ký mỡ mỗi năm. Đốt cháy mỡ thừa thông qua ức chế hoạt động enzyme phá vỡ hóc môn đốt mỡ, norepinephrine. Mỡ thừa là sự tích trữ mỡ trong cơ thể khi năng lượng nạp vào lớn hơn năng lượng tiêu hao. Để đốt cháy mỡ thừa, cơ thể cần phá vỡ tế bào mỡ thành chất béo và đưa chất béo vào trong máu. Quá trình này cần sự tham gia của các hóc môn đốt mỡ như norepinephrine. Tuy nhiên, trong cơ thể có một loại enzyme phá vỡ hóc môn đốt mỡ norepinephrine do đó làm giảm hoạt động đốt mỡ. Các nghiên cứu cho thấy hoạt chất EGCG giúp ức chế hoạt động của enzyme này, khi đó lượng hóc môn norepinephrine tăng lên, thúc đẩy quá trình phân hủy tế bào mỡ thừa, giải phóng các axit béo vào trong máu và sử dụng để cung cấp năng lượng cho các tế bào trong cơ thể, ngăn ngừa tích lũy mỡ thừa. EGCG giúp điều hòa sản xuất hóc môn insulin insulin là hóc môn do tuyến tị sinh ra có vai trò điều chỉnh nồng độ đường trong máu ngoài ra insulin còn có tên gọi là hóc môn tích mỡ đóng vai trò quan trọng trong việc tăng tổng hợp axit béo từ đường gluco và vận chuyển chúng tới các mô mỡ chế độ ăn giàu bột đường tinh chế khiến đường huyết da tăng nhanh làm cho cơ thể tăng cường sản xuất nhiều hóc insulin khi đó thay vì đường gluco được chuyển hóa thành năng lượng cho cơ thể sử dụng thì đường gluco lại được chuyển hóa thành mỡ khiến gia tăng tích lũy mỡ thừa. EGCG giúp điều hòa mức insulin trong cơ thể, từ đó ngăn ngừa tích lũy mỡ thừa. Bên cạnh các lợi ích trên, trà xanh cũng có một số hạn chế. EGCG là chất chống oxy hóa hòa tan trong nước, vì vậy khó được hấp thu qua màng tế bào chứa chất béo của niêm mạc ruột và dễ đào thải ra ngoài. Trong trà xanh có chứa chất caffeine, đây là hợp chất nếu như sử dụng nhiều trà xanh sẽ dẫn đến đau bụng, nhức đầu, bồn chồn lo lắng, tim đập nhanh, run rẩy, mất ngủ và ở nóng. Hiểu được lý do này, các nhà khoa học Nutrilite tạo ra sản phẩm sử dụng tinh chất trà xanh đã loại bỏ caffeine, đồng thời ứng dụng công nghệ đặc biệt Phytosol với thành phần quan trọng là lecithin giúp ổn định và gia tăng hấp thu EGCG vào trong cơ thể hiệu quả. Tảo nâu là loại tảo mọc ở các đại dương, một loại nguyên liệu khá phổ biến trong nhiều món ăn châu Á và chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe. Tảo nâu thường có màu nâu do sự hiện diện của các sắc tố màu nâu. Là một chất chống oxy hóa thuộc nhóm carotenoid mang tên fucoxanthin. Fucoxanthin, fucoxanthin mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Đối với kiểm soát cân nặng, fucoxanthin giúp đốt cháy mỡ thừa thành năng lượng thông qua việc tăng cường quá trình oxy hóa chất béo. Bên cạnh đó, Fucosanthin giúp ngăn ngừa tích lũy mỡ thừa thông qua việc cải thiện độ nhạy hóc môn tích mỡ insulin. Việc bổ sung các dưỡng chất như EGCG từ trà xanh hay Fucosanthin từ tảo nâu giúp hỗ trợ giảm mỡ thừa cơ thể hiệu quả. Tuy nhiên, việc bổ sung các dưỡng chất này với hàm lượng hiệu quả giúp giảm mỡ cơ thể bị hạn chế bởi tập quán ăn uống như người Việt ít có thói quen ăn tảo nâu hoặc các thành phần bất lợi có trong thực phẩm như caffeine có trong trà xanh cũng làm cho chúng ta đắn đo. Chính vì vậy, chúng ta cần tìm giải pháp bổ sung các dưỡng chất này một cách thuận tiện. Giải pháp nào cho chúng ta? Mời bạn đến với phần 4 của khóa học. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Green Dream Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Green Dream có các thành phần chính bao gồm Tinh chất trà xanh đã loại bỏ caffeine, chiết xuất tảo nâu, với các thành phần này, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Rim Dream cung cấp các hoạt chất mang đến hiệu quả giảm mỡ cơ thể bao gồm EGCG có trong tinh chất trà xanh, Fucoxanthin có trong chiết xuất tảo nâu với các hoạt chất độc đáo này. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Rim Dream mang đến công dụng hỗ trợ giảm mỡ cơ thể, hỗ trợ khả năng chống oxy hóa. Đối tượng sử dụng sản phẩm là người muốn giảm béo. Cách dùng sản phẩm để đạt được hiệu quả tốt, Uống mỗi lần một viên, hai lần mỗi ngày cùng với bữa ăn. Sử dụng sản phẩm kết hợp với chế độ ăn kiêng và tập thể dục. Bảo quản, bảo quản nơi khô mát, tránh ánh sáng trực tiếp. Chúng ta cần chú ý một số điểm sau khi sử dụng sản phẩm. Thực phẩm này không phải thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Không dùng cho người mẫn cảm với các thành phần của sản phẩm, trẻ em dưới 12 tuổi, phụ nữ có thai hoặc cho con bú, hoặc người đang điều trị bệnh nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng. Để xa tầm tay của trẻ em, chúng ta hãy cùng nhau điểm lại một số ý chính của nội dung khóa học. Mở cơ thể. Phân loại mở cơ thể bao gồm mở thiết yếu và mở không thiết yếu. Mở không thiết yếu chia thành hai loại: mở dưới da và mở nội tạng. Lượng mở cơ thể nam giới bình thường từ 10% đến 20% khối lượng cơ thể, lý tưởng 15% khối lượng cơ thể. Nữ giới bình thường 18% đến 28% khối lượng cơ thể, lý tưởng 23% khối lượng cơ thể. Nguyên nhân gây ra mỡ thừa, năng lượng nạp vào lớn hơn năng lượng tiêu hao, dư thừa 7.000 kcal, gia tăng 1 kg mỡ. Dưỡng chất giảm mỡ thừa, chất chống oxy hóa EGCG từ trà xanh, tăng cường tốc độ trao đổi chất, ức chế hoạt động enzyme phá vỡ hóc môn đốt mỡ, noperinaphine điều hòa sản xuất hóc môn tích mỡ insulin, chất chống oxy hóa fucoxanthin từ tảo nâu, gia tăng quá trình oxy hóa chất béo, cải thiện độ nhạy hóc môn tích mỡ insulin. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilife Green Film, thành phần tinh chất trà xanh đã loại bỏ caffeine với hoạt chất EGCG, chiết xuất tảo nâu với hoạt chất Fucosanthin công dụng hỗ trợ giảm mỡ cơ thể, hỗ trợ khả năng chống oxy hóa. Uống thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Dream Dream mỗi lần một viên, hai lần mỗi ngày, kết hợp với chế độ ăn kiêng và tập thể dục là giải pháp giúp giảm mỡ cơ thể tốt và thuận tiện.